Em Tuấn xin chào tất cả các bác. Buổi chiều nay thì em mới về được một cây sườn, một bộ khung sườn chất liệu carbon đến từ thương hiệu Ridley. Thương hiệu Ridley của Bỉ các bác nhá, một thương hiệu rất là nổi tiếng rồi. Dòng này là dòng Ridley Phoenix. Chất liệu khung sườn là carbon các bác nhá. Carbon 2 module, tức là carbon cường độ cao, rất là nhẹ và cứng. Càng của nó cũng là càng carbon này. Cả carbon Ridley Phoenix. Con này thì đang sở hữu cái màu sơn chủ đạo của nó là màu đen bóng các bác nhá. Và phối ở đây thì có những cái màu xanh chuối này, và có cả những cái màu xanh dương. Đấy, rất đẹp luôn các bạn. Độ mới cái này thì cũng còn khá là cao các bác nhá. Cây sườn thì là hàng đã qua sử dụng rồi nên là nó có một số những cái điểm trầy xước nhẹ thôi. Còn đâu tổng quát thì tổng quan cây sườn thì nó cũng còn khá là đẹp. Đầu tiên em sẽ đi vào size các bác nhá, size số trước. Size thì cây này nhà sản xuất người ta ấn định là size S. Tuy nhiên là cái size S của châu Âu nó khá là cao. Size S cây này ngang của nó là 53 các bác nhá. Ngang 53. Và đứng thì em sẽ đo từ tâm của trục lên này. Tâm của trục lên trên đỉnh của giống ngang là 48 và cho tới khóa cốt điên là 50. Thì cái size này các bác có tầm chiều cao khoảng 1m70, 72 trở lên các bác nhá. Thì các bác sẽ đi đẹp. Còn bác nào mà muốn ráp một chiếc xe touring, tức là một chiếc xe tay ngang, thì các bác cũng loanh quanh cái tầm chiều cao tầm 1m68-70 trở lên thì các bác sẽ đi được cái mẫu xe này các bác nhé. Cây sườn chính hãng, cây sườn chính hãng thương hiệu rất nổi tiếng của Bỉ nhé. Cây này thì có sẵn cốt yên cho các bác rồi. Cốt yên ở đây thì là cốt yên của TNI, cốt yên bằng nhôm. Sơn si các thứ còn rất là bóng đẹp và tất cả đều là sơn zin 100% các bác nhé, chưa qua dặm tút gì. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cây sườn để cho các bác cùng tham khảo, và giá của cây này thì em sẽ báo ở cuối video các bác nhé. Sau khi em quay chi tiết và báo giá xong, bác nào mà quan tâm thì có thể alo cho em Tuấn HD qua số điện thoại của em ở trên hình đây. Đây là số điện thoại của em Tuấn các bác nhé, 0888 391 992. Em có địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và em bao ship toàn quốc cho các bác, bao miễn phí ship toàn quốc các bác nhá. Giờ đầu tiên thì em sẽ đi vào cái phần đầu, phía đầu của cây sườn này. Con này thì chạy dây âm ở trong khung hết các bác nhá. Dây phanh, dây đè thì đều chạy âm ở trong khung. Phần cổ đây. Cổ thì bạc đạn các thứ là bạc đạn trên cổ là có sẵn hết rồi nhá. Sẵn bạc đạn hết rồi. Phần đầu này các bác này. Phần đầu là chữ R cách điệu, biểu tượng của chữ của Ridley, thương hiệu của nước Bỉ rất là nổi tiếng. Đây các bác nhìn thấy nước sơn của nó rất là bóng nhá, cực kỳ đẹp luôn. Đây những cái vết này là vết bẩn này. Nước sơn cực đẹp. Càng trước là càng carbon. Càng trước phía bên phải này. Các dòng chữ Phoenix. Tất cả những cái chi tiết ở đây đều là chi tiết sơn các bác nhá, sơn trực tiếp. Càng bên trái đây. Con này sử dụng phanh là phanh ngàm một ốc trước sau. Phanh mà ngàm một ốc trước sau. Càng trước rất đẹp luôn các bác nhá. Phía trong này có chữ Ridley. Phía ngoài thì là dòng chữ Phoenix. Đó. Nước sơn rất là bóng, không hề có vết cháy xước đâu. Và là sơn zin nhá các bác nhá. Dòng ngang này. Dòng ngang có biểu tượng con, đây là con Phượng Hoàng Lửa hay là con đại bàng gì đó. Đấy, tất cả những chi tiết này là đều là sơn nhé, sơn si, sơn nguyên bản, phối rất đẹp luôn các bạn. Phoenix dòng ngang này rất là bóng nhé. Còn đây là giống chéo các bạn nhé. Giống chéo thì có dòng chữ Ridley ở trên đỉnh cái giống chéo nha. Nước sơn rất là bóng. Trên giống chéo thì có tem ECI. Đây là một cái tem, cái này là tem cửa hàng bên Nhật người ta dán nhé. Test là kiểu là đã kiểm tra đấy. Còn đây là cái chất liệu carbon của cây sườn. Carbon của nó là carbon 2 module HM carbon đấy. Carbon này là nó viết là 24 tấn. Ở đây thì em cũng chưa hiểu cái khái niệm này là như thế nào. Có lẽ là khi mà người ta ép, người ta dùng máy cán, máy ép nhé. Người ta máy ép thì có nghĩa là người ta cho cái mức tải trọng ép của nó là 24 tấn thì em nghĩ là như vậy. Đấy, cái này thì em sẽ nghiên cứu thêm
về những cái thông tin của cái cây sườn như này, 24 tấn này, HM carbon. HM carbon, HM là viết tắt của hai module. Hai module là cái carbon cường độ cao các bác nhé. Đấy, con này thì chạy vừa chạy được rúp cơ và vừa chạy được rúp điện nhé. Rúp điện thì các bác có chỉ thấy cái lỗ chờ để bắt của rúp điện ở đây. Lỗ chờ để đi dây điện. Đấy, chạy cơ chạy điện đều được. Giống đứng thì có dòng chữ Phoenix này. Cốt yên đây, cốt yên các bác nhé. Đây là phần đuôi càng sau. Càng sau thì cũng sử dụng phanh ngàm một ốc. Đấy, nước sơn xi là còn rất là bóng đẹp. Càng sau thì cũng không có bị chảy xước gì nhá. Đấy, các bác nhìn thấy nước sơn nó rất là đẹp luôn. Còn đây là bát bát cùi đề này, bát bát cùi đề sau này. Đấy, dòng chữ Ridley. Trên này thì có một cái tấm giấy, tấm đề can để chống cho xích rơi nhá, vẫn còn nguyên. Đây cái chỗ này có một vết chảy nhẹ này, các bác này. Vết này có nghĩa là người ta sử dụng là bị rơi xích, gọi là rớt sên ấy. Thì nó có chảy nhẹ một chút đây. Cái này thì về các bác tự xử lý nhá, bởi vì là hàng nguyên bản về nó như thế nào thì em vẫn để nguyên như thế thôi. Về các bác xử lý thì tùy các bác. Bác nào mà thích xử lý thì xử lý, mà không thì bác để nguyên. Cái này thì cái phần bộ đồ, giò dĩa, tức là đùi dĩa nó cũng che đi rồi, nên là cũng không ảnh hưởng nhiều. Cái vết này khá là nhỏ, không ảnh hưởng nhiều các bác nhé. Con này thì đang sử dụng cốt của nó là cốt 24 này. Đây là một cái adapter. Cái này là một cái adapter chuyển đổi của token, sử dụng vòng bi titan các bác nhé. Và cái cốt của nó là cốt 24 để sử dụng cho những cái bộ group của Shimano. Đấy, những bộ group của Shimano thì đã dùng cái cốt 24 thông dụng như này. Đấy, phía sau, phía bên trong kìa, bên trong càng phía bên kia đây có dòng chữ Ridley. Đấy, dòng đứng đây các bác nhá. Sơn xi thì còn khá là đẹp. Đấy, có mỗi điểm chày ở đây này, điểm chày nhỏ nhỏ ở đây, chày sơn nhé. Em quay mặt phía bên trái của cây Ridley. Đấy, dây phanh thì nó sẽ đi âm ở trên cái gióng ngang này, còn dây đề thì sẽ chạy ở hai bên đầu này nhé. Gióng ngang đây, nước sơn xi là còn đẹp, gióng chéo cũng vậy, sơn xi thì rất là bóng nhá. Đây là phía BB, những cái vết này là vết băng dính các bác nhá, vết băng dính thôi, bởi vì khi mà anh em ở bên kia đóng hàng về thì nó có dây một chút keo ở băng dính ra, nhìn nó hơi bẩn một chút, cái này thì em cũng chưa có lau được. BB phía bên trái. BB là vòng của token chạy bi titan. Đấy, cái adapter này là chuyển đổi sang cốt 24 của Shimano nha các bác nhé. Đây là gióng đứng phía bên trái này, đuôi càng sau này. Đấy, có hơi bẩn một chút. Đuôi càng sau các bác có thể thấy sơn xi thì rất là bóng nhé, không có chảy. Sơn đều là sơn zin nguyên bản nhé các bác nhé. Cam kết với các bác là sơn nguyên bản 100%. Ridley. Đó. Con này khá đẹp các bác nhé, ngoại trừ một cái điểm chày ở phía BB ở phía bên kia, bé xíu thôi. Thì con này hình thức em thấy là còn đẹp đến tầm 95% đấy. Đây là phía dưới gầm của cây sườn. Dưới gầm thì sẽ có dòng chữ Ridley. Ridley, và đây là cái tem nhé. Tem này là tem số khung này, tem này có một cái tem dán ở đây. Một cái tem dán và một cái số khung dập mà đính chết ở trên cây sườn luôn. Đấy. Số không đi chết ở cây sườn đây. Có hai cái dãy mã số, tất cả những cái chi tiết này là nó đi chết luôn. Có một cái tem này là tem dán không? Đấy, tem QC này. Đây là phía dưới của cây sườn các bác nhá. Đấy, còn rất là đẹp. Cái cốt yên nó bị rơi mất cái đế cốt yên. Với cái size ngang 53 và gióng đứng là 48 thì sẽ phù hợp cho các bác tầm chiều cao 1m70-72 trở lên các bác nhé. Còn các bác nào mà chạy touring thì có thể là chiều cao thấp hơn một chút là các bác cũng chạy được. Đấy, size này thì cũng khá là ok rồi. Size S của châu Âu nhé các bác nhé. Size S châu Âu, nhưng mà size số thì nó sẽ tương đương với size, nó khoảng size M của châu Á ấy. Thì nó ngang của nó tầm khoảng 53 và đứng là 48. Bác nào mà quan tâm đến cây sườn này, với cái tầm tài chính em bán cây này là 13.800.000 các bác nhé, 13.800.000. Đấy là giá bán của em dành cho cây sườn Ridley Phoenix. Chất liệu khung sườn là carbon, carbon 2 module, carbon cường độ cao. Một cây sườn rất là cao cấp của hãng Ridley của Bỉ. Thì bác nào quan tâm alo cho em Tuấn qua số điện thoại 0888 391992. 13.800.000 là bao ship các bác nhé.
giá trên thì là đã là giá cứng cứng rồi, giá cứng rồi, nên là các bác vui lòng là không mặc cả thêm. Em đã báo giá công khai thì là cũng không có mặc cả thêm đâu các bác nhé. Bác nào mà cảm thấy hợp lý, hợp với tầm tài chính và yêu thích hãng này, cũng như là hợp màu hợp mệnh, nói chung là kết cây này, thì các bác vui lòng alo cho em Tuấn HD qua số điện thoại ở trên. Em xin được cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi và xin chào tất cả mọi người.